Thank you.
dĩa món chiên của mình đây. Và các bạn ăn nha, đây là hot dog này cả nhà. Ok, xin mời các bạn ăn nha, ăn với mình nè. Đây là một món dĩa chiên thật là hấp dẫn, nhưng mà ăn chắc có thể đau họng. Rồi, xin tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại mọi người.